Theo quy định ngày 1 tháng 9 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Nhưng do trùng với ngày nghỉ lễ nên việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sẽ được dời sang ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ ngày 2 tháng 9, tức là ngày mai 5 tháng 9. Nhận định về giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày mai, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho rằng do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cũng tăng nên giá xăng trong nước có thể tăng theo xu hướng tăng của giá xăng dầu thế giới. Theo dự báo, trong kỳ điều hành ngày mai, giá xăng trong nước có thể tăng từ 380 đến 490 đồng trên 1 lít tùy loại. Còn giá dầu có khả năng tăng từ 350 đến 650 đồng trên 1 lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể tăng cao hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp. Từ đầu năm cho đến nay, giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Sự sáng tạo, sức trẻ của người Việt cũng thích ứng nhanh với diễn biến thời công nghệ hiện nay. Câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập tới đó là Startup Việt. Có thể nói trong mây đen bao phủ nền kinh tế toàn cầu hiện nay, nhiều Startup Việt vẫn tìm những con đường năng động, sáng tạo để vượt qua khó khăn và thử thách. Với họ, tinh thần khởi nghiệp không sợ thất bại và tích cực nắm bắt những cơ hội mới của thị trường đã góp phần lan tỏa tinh thần, trí tuệ Việt vượt khỏi biên giới và vươn ra toàn cầu. Từ một studio nhỏ, vỏn vẹn, chưa đầy 10 người, vốn ít, kinh nghiệm ít, doanh nghiệp nhỏ này đã lựa chọn sản xuất hoạt hình 2D và stop motions là hướng đi chủ đạo. Kiên trì với lựa chọn đã giúp những nỗ lực của họ đi xa hơn. Đến nay, startup ngành sáng tạo nội dung này đã ghi tên Việt Nam lên bản đồ phim hoạt hình thế giới. Sản phẩm của họ được dịch ra 9 thứ tiếng, chinh phục hàng triệu gia đình tại nhiều quốc gia. Thực sự ra thì nó rất là khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên của Exodus gặp phải đó chính là nguồn nhân lực. Đó, cái khó khăn thứ hai của chúng tôi đó chính là những cái kiến thức cũng như là những cái quy trình về sản xuất từ giai đoạn đầu là chúng tôi chưa hề có. Đó, và khó khăn thứ ba chắc chắn phải nói tới đó chính là những cái nhu cầu, những cái tiêu chuẩn rất là cao và khắt khe ở trên thị trường quốc tế. Con đường khởi nghiệp mà 6 chàng sinh viên Bách Khoa lựa chọn có phần lập dị. Đó là Go Global, đi ra thế giới, ngay từ đầu chứ không phải thị trường trong nước, và điểm đến đầu tiên là Nhật Bản. Với một tinh thần khát vọng cao của người trẻ, họ từng bước chinh phục các thị trường khó tính, khẳng định được tên tuổi, vị trí của một doanh nghiệp của người Việt. Người Việt mình có một cái năng lực đó là rất chăm chỉ và học hỏi, công nghệ mới rất là nhanh. Đấy là một lợi thế rất là lớn, vì chúng ta đi ra Go Global, chứ chắc chắn chúng ta cần một cái kỹ năng nữa, đó là thấu hiểu về khách hàng. Ở đây thì không phải chỉ là vấn đề ngôn ngữ, mà đó là bao gồm cả việc chúng ta hiểu cái văn hóa làm việc của họ. Đã có rất nhiều các cái sản phẩm Make in Việt Nam rồi, về các công nghệ AI, công nghệ cloud, về các hệ thống ERP, có rất nhiều các sản phẩm. Tuy nhiên, đúng là chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết nối, tìm kiếm và lấy được lòng tin của các khách hàng quốc tế. Tính đến hiện tại, sau 7 năm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, từ 2016, Việt Nam hiện có 3 kỳ lân startup định giá tỷ đô, gồm Momo, VNG và VNLive. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, có 39 quỹ đầu tư đang hoạt động tại nước ta cũng sẽ cam kết rót thêm 1,5 tỷ đô la Mỹ cho thị trường khởi nghiệp Việt Nam từ nay đến hết năm 2025. Trước đó, năm 2016, đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được ban hành. Năm 2020, chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị 09 tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây được xem là một trong những cú hích quan trọng giúp hình thành các vườn ươm mạnh, ươm tạo số lượng lớn công ty khởi nghiệp. Các cái quỹ đầu tư lớn có thể thảo luận để tiếp tục đề xuất với các bộ ngành về hoàn thiện thể chế. Thì trong đó có cả cái thể chế về thành lập quỹ, các quy định hoạt động quỹ và các quy định đầu tư để làm sao chúng ta chuyển dịch cái vốn cụ thể hóa thành các cái dự án, các cái khoản đầu tư ở Việt Nam nhanh nhất. Mây đen bao phủ khiến nền kinh tế toàn cầu dậm chân tại chỗ. Song đây cũng là cơ hội để khơi dậy, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ lập nghiệp. Trong giai đoạn tới đây, yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo tới cộng đồng và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Trái ngược hoàn toàn tình trạng khan hàng đột giá diễn ra vào cuối năm ngoái, thị trường xe máy Việt Nam nhận định đang bước vào giai đoạn khủng hoảng, khi doanh số bán hàng liên tiếp sụt giảm, doanh số toàn thị trường trong tháng 7 giảm mạnh nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Từ tháng 7, khi thị trường ô tô trong nước có dấu hiệu khởi sắc trở lại, sức mua xe máy được kỳ vọng cũng sẽ tăng trưởng. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Thị trường xe máy Việt Nam vẫn trượt dài, doanh số bán hàng thậm chí còn giảm sâu so với thời điểm năm 2021, khi thị trường gần như đóng băng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo Motorcycle Data, trong số các phân khúc trên thị trường xe máy Việt Nam, dòng xe tay ga có mức giảm lớn nhất lên đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe máy số phổ thông cũng giảm 2,7%. Thậm chí ngay cả phân khúc xe điện cũng đang chật vật khi doanh số xe máy điện loại L1 giảm 17,2%. Sức mua giảm khiến hai ông lớn trên thị trường xe máy Việt Nam là Honda và Yamaha cũng không thể tránh khỏi việc sụt giảm doanh số. Tình hình kinh tế khó khăn tác động đến nhiều ngành sản xuất kinh doanh, trong đó có ô tô xe máy cùng với việc người dân thắt chặt chi tiêu, giá xăng dầu liên tục biến động là những nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ xe máy mới sụt giảm. Việt Nam đã đứng trong top 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, nhưng mặt trái của quy mô thương mại phình to là nguy cơ bị lừa đảo trong các giao dịch quốc tế gia tăng, đặc biệt trước cú sốc đơn hàng sang các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU liên tục giảm trong thời gian qua. Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường, song cũng đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến lừa đảo thương mại. Tại Việt Nam, số liệu thống kê từ hãng kiểm toán PwC Việt Nam ghi nhận, cứ 2 doanh nghiệp được hỏi thì 1 doanh nghiệp cho biết đã từng có trải nghiệm bị lừa đảo thương mại quốc tế. Đây là con số thực sự đáng báo động. Đáng lưu ý là con số này cao hơn mức 46% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mức 49% của toàn cầu. Đặc biệt, dù Việt Nam là quốc gia chiếm tỷ trọng lớn về xuất khẩu trên thị trường thế giới, nhưng doanh nghiệp Việt lại còn khá mơ hồ trong thương mại quốc tế. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tổng ty Đức Giang, là có rất ít các cơ hội được giao tiếp và trao đổi trực tiếp với các cái khách hàng nước ngoài. Chính vì cái sự thiếu giao tiếp này sẽ làm giảm các cái khả năng mà cập nhật các cái thông tin từ thị trường, từ đó là có thể đáp ứng các cái nhu cầu của khách hàng. Thực tế cho thấy, vụ lừa gạt xuất khẩu 100 container hạt điều sang Ý trị giá 20 triệu đô la Mỹ xảy ra vào đầu năm 2022 chưa kịp lắng xuống. Vào tháng 4 năm 2023, doanh nghiệp Việt Nam lại dính tiếp vụ lừa xuất khẩu 5 container hạt điều sang Algeria. Và chỉ 3 tháng sau đó lại có thông tin doanh nghiệp xuất khẩu tiêu điều của Việt Nam thông báo có 5 container nghi bị lừa đảo tại Dubai. Việc các vụ lừa đảo liên tục xảy ra với các doanh nghiệp xuất khẩu cho thấy hoạt động quản trị và mức độ quan tâm đến thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt còn yếu. Để mà bây giờ cái công tác xúc tiến thương mại nó làm được kỹ hơn thì bắt buộc bản thân doanh nghiệp phải tự nỗ lực, có thể thiếu thông tin, có thể cần hỗ trợ về mặt pháp lý. Từ đầu thị trường người mua thì chúng ta cần hỗ trợ đến cái vai trò của các tham tán thương mại. Nhưng mà để đi làm cái đấy một cách chi tiết chuẩn chỉ nó sâu thì bắt buộc doanh nghiệp và hiệp hội cũng phải nỗ lực rất là lớn. Nhiều ý kiến cho rằng chưa bao giờ tính an toàn của doanh nghiệp cần được đặt lên cao như hiện nay. Do đó cần nâng cao nội lực, nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa các tranh chấp. Thì chúng tôi cũng đã rất nhiều lần, cũng đã có nhiều các cái giải pháp. Đặc biệt cũng mong muốn rằng là với doanh nghiệp ấy, thì khi mà ký kết hợp tác nào thì chúng ta cũng nên là tìm hiểu thông qua các cái đại sứ quán của Việt Nam đóng tại các nước, đặc biệt là các cái tham tán, các cái thương vụ mà được giao nhiệm vụ để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào những thị trường mà có nhiều rủi ro. Vấn đề nữa là khi hợp tác thì cái khâu mà về pháp lý rồi khâu về mặt thanh quyết toán là chúng ta phải hết sức là cẩn trọng. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, để giảm rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ tư vấn, dịch vụ pháp lý và coi các công ty tư vấn, công ty luật là người đồng hành trong toàn bộ quá trình kinh doanh, chứ không phải chỉ khi xảy ra tranh chấp. Khi mỗi doanh nghiệp tự ý thức trang bị cho mình hàng rào bảo vệ đủ mạnh thì sẽ tự tin vươn ra biển lớn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 3,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 57,5% so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó, xuất khẩu sầu riêng đã lập kỷ lục mới về kim ngạch khi cán mốc 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy xuất khẩu sầu riêng đã tăng mạnh liên tục từ cuối năm 2022 cho đến nay và tăng đột biến trong tháng 5 và tháng 6, với giá trị thu về lần lượt là 332 và 375 triệu đô la Mỹ. Sau đây là thời điểm chính vụ thu hoạch sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Bước sang tháng 9, sầu riêng thu hoạch sẽ nở rộ tại khu vực Tây Nguyên, nơi có diện tích trồng lớn nhất cả nước. Thời điểm này chỉ có Việt Nam có sầu riêng tươi cung cấp cho thị trường thế giới nên mặt bằng giá khá cao. Dự báo trong những tháng còn lại của năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hoạch sầu riêng còn lại ở Tây Nguyên chưa khai thác. Hiện Trung Quốc vẫn đang là khách hàng lớn nhất của rau quả Việt Nam khi chiếm tới gần 65% kim ngạch xuất khẩu. Thưa quý vị, Liên minh Hợp tác xã trong những năm qua đã phát huy tối đa vai trò trong phát triển kinh tế tập thể. Các hợp tác xã khi đi vào hoạt động đã đổi mới quy trình sản xuất, khẳng định chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu, giúp nông dân ổn định và giúp nâng cao thu nhập. Hợp tác xã sầu riêng 9B được thành lập từ năm 2002, đến nay đã có 30 xã viên trồng sầu riêng trên diện tích hơn 36 hectare. Kể từ khi thành lập, ban điều hành hợp tác xã đã chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ để xây dựng thương hiệu. Sau khi gia nhập hợp tác xã, sản phẩm sầu riêng của nông dân không phải phụ thuộc vào thương lái như trước. Đến nay, hợp tác xã 9B đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và được cấp mã số vùng trồng. Được cấp mã vùng rồi thì các doanh nghiệp thì họ tới hồi gì, họ đăng ký với mình, hợp tác với mình để họ thu mua, họ đi xuất khẩu. Thì cái này là tiện lợi cho nông dân. Thì làm để cho một cái hợp tác xã hoặc hai là tổ hợp tác xã để có một ổn định tương lai sau này, mình đừng có để là trồng đi rồi chẹt lại. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi lươn, ít công chăm sóc, giá cả ổn định, năm 2019 hợp tác xã Phước Lập đã đầu tư 50 hồ lươn không bùn trong bể xi măng. Đến nay, ngoài việc nuôi lươn thương phẩm, đơn vị này cũng chủ động cung cấp lươn giống ra thị trường, giúp nhiều hộ ổn định sản xuất. Con lươn thì chăm sóc nó rất đơn giản, sáng mình thay nước mình cho nó ăn, chiều cũng vậy. Nhưng nói chung là điều quan trọng nhất là cái nguồn nước. Dạ, nguồn nước nó không có phèn đủ độ pH thì mình nuôi được. Thông qua Liên minh Hợp tác xã, nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp đã đem lại lợi ích kinh tế cao. Với mô hình hợp tác xã kiểu mới, việc cung ứng sản xuất tiêu thụ sẽ được liên kết rộng rãi, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Hoạt động phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong những năm qua có những cái bước phát triển cũng tương đối. Các hợp tác xã trên địa bàn đều có cái sự phát triển tăng về cái số lượng và nâng cao được cái chất lượng trong hoạt động. Một số các hợp tác xã cũng đang từng bước ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, do đó mà đã giúp cho cái hoạt động của các cái hợp tác xã từng bước để nâng cao được cái chất lượng, nâng cao được cái giá trị sản phẩm cũng như là cái đáp ứng được cái yêu cầu về sản phẩm trên cái thị trường. Để phát huy hơn nữa vai trò của Liên minh Hợp tác xã, trong những năm tới nhiều địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, đặt mục tiêu liên kết chuỗi sản xuất với doanh nghiệp, khuyến khích hợp tác xã đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ cho quá trình sản xuất, khẳng định thương hiệu để sản phẩm phát triển bền vững. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng qua, sự tăng trưởng mạnh của các loại nông sản như rau, gạo, rau, cà phê, hạt điều chưa bù đắp được xuất khẩu toàn ngành. Tuy nhiên, với những tín hiệu tích cực của thị trường cho thấy đã phục hồi xuất khẩu so với những nhóm ngành chủ lực. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.